17. Điều trị sốt xuất huyết tại nhà như thế nào? Sốt xuất huyết đen chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên chủ yếu là điều trị triệu chứng. Thời gian điều trị từ 7 đến 10 ngày tính từ ngày sốt đầu tiên. Người bệnh có thể tự điều trị tại nhà sau khi được bác sĩ chuyên khoa khám, xét nghiệm và tư vấn kỹ pháp đồ điều trị, gồm những việc chủ yếu sau đây. 1. Cho người bệnh uống đủ nước, bổ sung điện dài khuyến khích người bệnh uống nhiều nước oxy-san hoặc nước sôi để nguội, nước trái cây, nước dừa, cam, chanh, yến, sữa hoặc nước chảo loạn với muối. Hai, khi người bệnh sốt, lau người bằng nước ấm nhanh chóng cho mặc đồ rộng thoáng, uống thuốc hạ sốt paracetamol đơn chất, liều dùng một lần từ 10 đến 15 mg trên 1 kg thể trọng, cách nhau mỗi bữa đến 6 giờ uống một lần. Tuyệt đối không dùng thuốc aspirin, ibuprofen để điều trị sốt, vì có thể gây sốt xuất huyết, toàn máu, rối loạn đông máu, làm bệnh trở nặng hơn. Khi bệnh nhân có phát ban xuất huyết dưới da sẽ có dấu hiệu ngừa ngáy, có thể cho bệnh nhân uống thêm thuốc chống ngứa kháng dị ứng histamin. Trường hợp bệnh nhân bị nhiễm khuẩn nặng gây ra viêm nhiễm phủ nề đường hô hấp, ho gió ho khan, có thể cho bệnh nhân uống thêm các thuốc hỗ trợ như thuốc kháng sinh, kháng viêm, thuốc giảm ho. Nên cho người bệnh nằm nghỉ ngơi, tăng cường ăn thực phẩm giàu protein như thịt, cá, trứng, sữa, thực phẩm giàu vitamin A, vitamin C, thực phẩm giàu kẽm để tăng sức đề kháng cho cơ thể và thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục. Ngoài ăn các thức ăn lòng, mềm, giàu dinh dưỡng như cháo, súp, sữa chua, người bệnh cần lưu ý uống đủ nước. Tình trạng sốt cao làm tăng nguy cơ mất nước nên cần bù nước đầy đủ. Chú ý theo dõi diễn biến của bệnh, nếu bệnh có dấu hiệu trở nặng và biến chứng như sốt cao liên tục không hạ, xuất huyết tiêu hóa đi cầu ra máu, ho ra máu nhiều hay chóng mặt, nô nói nhiều, cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được điều trị hỗ trợ hiệu quả.